Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Con trai ông Ba Dũng lại chọc ổ kiến lửa, anh hùng hay chơi dại. Không biết ông Nguyễn Thành Nghị có lên được Phó Thủ tướng hoặc có vào được Bộ Chính trị hay không. Tuy nhiên, thực tế nhiều người thừa nhận Nguyễn Thành Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng có năng lực so với những người tiền nhiệm của ông ta. Từ khi nắm Bộ Xây dựng cho đến nay, ông Nghị thường đưa ra nhiều chính sách gai góc như nhà ở cho người có thu nhập thấp, rồi thì mạnh dạn cho thanh tra các dự án tại Hà Nội và rất nhiều nơi khác. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam. Nhiệm kỳ Bộ trưởng thì chỉ có 5 năm, rất ngắn ngủi so với chính sách mà ông Nghị đã đưa ra. Vì thế, ông Nghị cần ít nhất 2 nhiệm kỳ mới có khả năng triển khai. Tuy vậy, tham vọng của ông Nghị không phải là ngồi lại nhiệm kỳ thứ 2 ở Bộ Xây dựng, mà lên chức cao hơn, có thể là Phó Thủ tướng. Như vậy thì việc làm táo bạo của ông Nghị bị người ta đánh giá là mang màu sắc dân túy để kiếm điểm trước dư luận và trước đảng. Nguyên tắc xử lý những chính sách là nếu những gì trong quyền hạn của Bộ trưởng thì Bộ trưởng xử lý, nếu những gì ngoài quyền hạn thì Bộ trưởng nhờ Thủ tướng chỉ đạo liên ngành. Ông Nguyễn Thành Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông quản lý các doanh nghiệp bất động sản ở khía cạnh xin phép, cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp theo quy hoạch hoặc gỡ rối cho doanh nghiệp ở khía cạnh xây dựng. Còn phần huy động vốn của doanh nghiệp trên thị trường vốn không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Nhiệm vụ nào ra nhiệm vụ đó, nếu đá lộn sân thì ông Nguyễn Thành Nghị sẽ gánh rất nhiều rủi ro. Vào chiều ngày 3 tháng 10, Nguyễn Thành Nghị sẽ mở màn trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội lần này với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực của ngành xây dựng. Báo cáo Quốc hội trước phiên chất vấn, ông Nghị có dẫn dữ liệu cho thấy ngành này đóng góp trung bình trong GDP khoảng 11% tổng thu ngân sách. Trong đó, bất động sản trực tiếp chiếm tới 4,5%, góp bình quân khoảng 0,5% vào tăng trưởng của GDP. Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản vào năm 2021 là khoảng 2,6 tỷ USD, chiếm 8,6% tổng vốn FDI. Đến tháng 9, giá trị vốn hóa ngành bất động sản là khoảng 1,7 đến 1,8 triệu tỷ đồng. Dư nợ tín dụng bất động sản tới cuối tháng 8 thì đạt 777.235 tỷ đồng, giảm 7.300 tỷ đồng so với cách đó 2 tháng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Nghị đã chọc vào ổ kiến lửa. Ông Nghị nói đây là thị trường phức tạp, liên thông, gắn trực tiếp với thị trường tài chính, tiền tệ và các thị trường khác. Cơ cấu nguồn lực cho thị trường bất động sản còn bất hợp lý, chủ yếu là từ vốn tín dụng ngân hàng, huy động qua phát hành trái phiếu và tiền ứng trước của khách hàng. Vốn của chủ đầu tư chỉ chiếm khoảng từ 15 đến 30% tổng mức đầu tư của dự án, chưa có nguồn vốn chung dài hạn ổn định cho thị trường. Theo ông Nguyễn Thành Nghị, việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán của doanh nghiệp bất động sản cần được giám sát, và ông Nghị cho rằng cần chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng cho vay với bất động sản. Phát biểu này của Nguyễn Thành Nghị chẳng khác nào ông đang nắn gân ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Vụ khủng hoảng thiếu xăng dầu vừa qua, ông Hồ Đức Phước lẽ ra phải chịu một phần trách nhiệm thì ông lại đổ trách nhiệm cho ông Nguyễn Hồng Diên là Bộ trưởng Bộ Công Thương. Và vấn đề này vẫn chưa chấm dứt, nó ngày một trầm trọng lên, đặc biệt ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ở miền Nam. Ông Hồ Đức Phước là dân Nghệ An, mà nhóm lợi ích Nghệ An thì đang mạnh nhất trong Trung ương hiện nay với 3 ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 1 ủy viên dự khuyết. Vì thế, ông Hồ Đức Phước mới không ngần ngại đẩy hết trách nhiệm cho ông bộ trưởng khác, vì thế của ông đang rất mạnh. Đây là hình ảnh ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính của Việt Nam. Việc ông Nguyễn Thành Nghị cho mũi vào chuyện của ông Hồ Đức Phước được đánh giá là liều, bởi ông Nghị đã đá lộn sân thay vì nhờ Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo liên ngành. Và điều đáng nói là ông Nghị đang chọc vào nhóm lợi ích ở Nghệ An. Việc làm này xem ra là dại hơn là anh hùng, bởi nó nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin những điều mờ ám quanh chuyến đi Nhật của ông Phạm Nhật Vượng. Cho tới nay, hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đi nước ngoài cũng chỉ là một tấm ảnh do báo chí của nhà nước đồng loạt cung cấp.
và chuyến đi này cũng được báo chí chú thích là đi Nhật. Tuy nhiên, công ty đối tác với VinFast lại làm công ty rất lớn của Trung Quốc. Đây là hình ảnh công ty Cát E là công ty của Trung Quốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Amprex Đường Đại, viết tắt là Cát E, là nhà sản xuất pin và công nghệ cao của Trung Quốc. Nó được thành lập vào năm 2011, chuyên sản xuất pin cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng, cũng như hệ thống quản lý pin. Công ty này là nhà sản xuất pin lithium cho xe điện lớn nhất trên thế giới, có trụ sở chính tại Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Công ty này có các nhà máy sản xuất tại Ninh Đức, Phúc Kiến, Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, Liang, tỉnh Jiangsu và Tứ Xuyên, cũng như Quảng Đông. Được biết, công ty này cũng là có một nhà máy ở nước ngoài đặt tại Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức. Bốn trung tâm của công ty chính của nó đặt trụ sở tại Ninh Đức, Phúc Kiến, Liang, Jiangsu, Thượng Hải và Munich của Đức. Nếu Cát E ký kết với VinFast thì hoặc là ký tại Trung Quốc hoặc ký tại Việt Nam. Tuy nhiên, ông Vượng lại đến Osaka, Nhật Bản để ký với công ty này. Đây là còn một điều vô cùng khó hiểu, thậm chí nó ẩn chứa những lẩn khuất phía sau. Hiện nay, công ty Vingroup là công ty tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Sự chao đảo của doanh nghiệp này sẽ gây trên sóng gió trên thị trường chứng khoán và thậm chí gây chao đảo cả nền kinh tế của Việt Nam. Tin đồn liên quan đến cá nhân ông Phạm Nhật Vượng sẽ có tác động tiêu cực rất lớn vào nền kinh tế. Đấy là điều mà nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu hơn ai hết. Tin tức bất lợi trong Phạm Nhật Vượng sẽ làm cho ông Phạm Minh Chính vất vả chống đỡ. Đó cũng là lý do cứ mỗi lần tin đồn với ông Vượng bùng lên thì Bộ Công an lại phải lên tiếng để trấn an. Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thể cho Vingroup sập được, nhưng cũng không cho ông Phạm Nhật Vượng mang tiền ra nước ngoài. Bởi ông Vượng mang tiền đi dễ dàng thì ông đã tẩu tán tài sản cũng rất dễ. Trong tình hình hiện nay, Đảng Cộng sản luôn theo dõi sát sao tình hình sức khỏe tài chính của Vingroup, đặc biệt là VinFast và Vinhomes. Đây là hình ảnh, bức ảnh duy nhất mà Ban Tuyên giáo cho công bố khắp các trang báo ở trong nước. VinFast hiện nay chưa huy động được vốn để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ như họ đã từng công bố, mà Đảng thì không cho ông Vượng mang tiền ra nước ngoài. Vinhomes thì đang tồn kho lượng hàng rất lớn, mảng kinh doanh chính thì đang đi xuống, mảng kinh doanh mới thì vẫn đang ở giai đoạn đốt tiền. Đó là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo ngại. Nếu Vin ăn nên làm ra, nó sẽ thúc đẩy kinh tế, còn nó làm ăn bết bát thì sẽ đè thêm gánh nặng cho vào nền kinh tế vốn đã ọp ẹp trong nước. Vingroup đang trong thời kỳ bị giám sát, bóng Vượng lại xuất hiện ở nước ngoài. Việc này tưởng như là giải quyết được mối nghi ngờ, nhưng với cách đưa tin ít ỏi như báo chí Việt Nam vẫn đang làm, người dân lại càng nghi ngờ nó hơn. Chỉ có một tấm ảnh thì người ta không biết dựa vào đâu để kiểm chứng, đó là Osaka, Nhật Bản. Điều đáng nói là VinFast ký hợp đồng đối tác với Trung Quốc lại chọn Osaka, Nhật Bản để ký. Điều này làm cho người dân càng thêm nghi ngờ hơn. Họ nghi ngờ là có cái lý của họ, bởi báo chí đã mở ám địa điểm ông Vượng đi ra nước ngoài. Và bản thân tập đoàn này khi ký kết có ông Phạm Nhật Vượng cũng không hề tung các video cũng như hình ảnh kèm theo khác. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng có đi Nhật hay không thì vẫn đang còn mà là câu hỏi rất lớn. Thậm chí có người còn cho rằng ông Vượng hoàn toàn có thể ký kết với Cát E tại Việt Nam, sau đó cung cấp hình ảnh cho Ban Tuyên giáo và từ đó Ban Tuyên giáo chỉ đạo báo chí đường tin. Không biết có thật ông Vượng ra nước ngoài hay không? Nếu ông Vượng sang Nhật thì tại sao không cung cấp tấm hình ông Vượng xuống sân bay tại Nhật Bản hoặc ông ở khách sạn nào đó tại Nhật thì dân đã không nghi ngờ, cũng như các hình ảnh khác ông gặp gỡ các quan chức trước khi ký kết ở đây. Đằng này đây chỉ là một tấm ảnh không có căn cứ nào để biết nó ở đâu cả. Nhiều người thậm chí còn cho rằng Ban Tuyên giáo đã lấy xăng để chữa lửa khi tung ra những thông tin mà người dân thấy có quá nhiều điểm không hợp lý. Vẫn chưa hề sáng tỏ, quanh ông Phạm Nhật Vượng đầy bí ẩn, y nguyên như lời đồn.